cầu thánh đế khổ chẳng thể được cầu thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể được cầu bốn tịnh lự chẳng thể được cầu bốn vô lượng bốn định vô sắc cũng chẳng thể được cầu pháp môn giải thoát không chẳng thể được cầu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể được cầu tám giải thoát chẳng thể được cầu tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ cũng chẳng thể được cầu pháp môn tam ma địa chẳng thể được cầu pháp môn đà la ni cũng chẳng thể được cầu năm lại mắt chẳng thể được cầu sáu phép thần thông cũng chẳng thể được cầu mười lực Phật chẳng thể được, cầu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể được, cầu pháp không quên mất chẳng thể được, cầu tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể được, cầu trí nhất thiết chẳng thể được, cầu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể được, cầu quả dự lưu chẳng thể được, cầu quả nhất lai bất hoàn a la hán cũng chẳng thể được, cầu quả vị độc giác chẳng thể được, cầu tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể được, cầu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật chẳng thể được, các loài hữu tình cũng chẳng thể nắm cầu được. Như thế nhất định không có sự chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột và thoát các khổ sanh tử của hữu tình khiến đạt được Niết bàn rốt giáo thường lạc. Thì tại sao Thế Tôn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, đó là nhóm tránh tánh định, nhóm tà tánh định và nhóm bất định? Phật dạy, này thiện hiện ta dùng năm loại mắt như thật quán sát, nhất định vô ngã, có khả năng chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, an lập ba nhóm hữu tình sai biệt, đó là nhóm tránh tánh định, nhóm tả tánh định và nhóm bất định, nhưng các hữu tình ngu si điên đảo đối với pháp phi thật khởi tưởng là thật pháp. Đối với hữu tình phi thật, khởi tưởng là thật hữu tình, ta vì dẹp trừ chấp trước hư vọng đó, nên nương vào thế tục mà nói, chứ chẳng y cứ